Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 270. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 270. Thần chủ có thân phận bậc nào có thể để ý tích chân bảo của một tên dã tu nhân tộc là hắn hay sao? Nghe lời nói này, Phá Phong thần tử nở một nụ cười lạnh, cũng lờ đễnh. Cho dù mấy người khác cũng đều hơi kinh ngạc, vì sao áo cổ tiểu thần vương lại đặc biệt nói chuyện này ra? Hiến vật quý đổi mạng đương nhiên là một chuyện không thể bình thường hơn. Chỉ có điều thần chủ cảnh giới bậc nào so với tiểu ma đầu này, một người là trời, một người là đất. Ma đầu kia làm sao có thể sở hữu thứ mà thần chủ muốn có được? Đối với việc phương hành hiến vật quý đổi mạng, bọn họ lại không chút để ý. Người ở trước mặt, chuyện sống chết đại khái là chuyện gì cũng có thể làm được. Chỉ có điều áo cổ tiểu thần vương lại thực sự tin chuyện hoang đường này quán. Ở trong trường hợp này nói ra làm cho bọn họ cảm thấy có chút cổ quái. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong lòng áo cổ tiểu thần vương hơi cười gằn, nét mặt lại là dáng vẻ cười gượng than thở. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng phụ vương ta sau khi nghe lời nói của tiểu ma đầu này lại nói là chuyện này quan trọng, nên người bên ngoài không làm chủ được, cần phải có thần chủ tự mình quyết định mới được. Trong lòng ta cũng cảm thấy mê hoặc, lần này muốn thỉnh giáo chư vị một chút, giúp ta xem xét chuyện này một lượt. Là chân bảo gì? Nghe xong áo cổ tiểu thần vương nói, vẻ mặt của mấy người khác cũng hơi nghiêm túc, ánh mắt đồng thời nhìn lại. Áo cổ tiểu thần vương cố ý tỏ ra dáng vẻ không để ý tới, nhẹ giọng nói. Nói là chân bảo, nhưng thực ra là một pháp môn. Có người nói pháp môn đó chính là do một vị thánh nhân của nhân tộc truyền lại, tên gọi là Loạn Thế Đồ Tiên Pháp. Các người đã từng nghe nói chưa? Pháp môn của thánh nhân. Bầu không khí ở trong điện hơi trầm xuống. Sau một hồi, đột nhiên nổi lên bầu không khí gấp gáp, lệ khí sinh sôi. Lời ấy là thật sao? Thần tử Phá Phong của Cốt tộc đột nhiên đứng lên, hai mắt như là kiếm, nghiêm khắc nhìn chằm chằm nét sắc mặt của áo cổ tiểu thần vương. Hiện nay Thiên Nguyên đại lục còn có viễn cổ pháp môn của thánh nhân viễn cổ truyền lưu sao? Thần tử Dạ tộc Song Sinh hai mắt cũng như đuốc, ánh mắt như độc xà. Chẳng lẽ thực sự là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi đắc thủ chẳng tốn công? Trần nhân hung đao của tiểu tiên giới ánh mắt lẫm liệt, đáy lòng hít một tiếng, so với người khác càng kích động hơn. Áo cổ điện hạ, lời ấy đã từng xác nhận chưa? Truyền nhân Thái Uyên của Minh tộc thì nhớn người một cái, ánh mắt lo lắng nhìn về phía áo cổ tiểu thần vương. Tiểu ma đầu nói quả nhiên không sai, vẹn vẹn là một cái tên đã làm cho những người này không kiềm chế được. Còn người của áo cổ tiểu thần vương cũng hơi co lại, khó mà phát giác ra. Trước đây lúc bọn họ quyết định làm theo kế mà tiết lệnh đồ hiến thì liền đã từng nghĩ tới thứ để đảm bảo đầu của Phương Hành an toàn. Lúc đó Phương Hành liền nói hắn có một thứ, chỉ cần hiến lên tất cả sẽ được thần chủ ưu ái. Áo cổ tiểu thần vương thấy có chút ngạc nhiên, vừa hỏi thì mới biết được là một pháp môn của cổ thánh nhân. Trong lòng gã cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Sinh linh của nhân tộc cùng với thần tộc không giống nhau, đường tu hành cũng không giống nhau. Sinh linh thần tộc thiên về kích phát cùng với làm trưởng thành sức mạnh huyết thống, tu sĩ nhân tộc thì lại coi trọng pháp môn nhiều hơn, có tác dụng cực nhỏ đối với bọn họ. Có vài thứ căn bản là không có cách nào tu luyện, hoặc là sau khi tu luyện sẽ không được tác dụng gì. Cho nên sinh linh thần tộc càng lấy thần binh lợi khí, phù triện đan bảo của tu sĩ nhân tộc hơn. Đối với công quyết pháp môn thì lại không chút để ý. Thế nhân hiến vật quý cho thần tộc rất ít có những thứ như thế. Dưới tình huống đó, Phương Hành lại có thể chắc chắn như vậy, là thần chủ nhất định sẽ coi trọng pháp môn mà hắn dâng lên. Lúc đó hắn cũng không nói cái gì, chỉ nói là nắm chắc, nên gã liền theo đề nghị của hắn. Cho tới lúc này mới phát hiện, quả thế, từ phản ứng của đám thiên kiêu tiểu bối thần tộc này đã có thể nhìn ra sự coi trọng của thần tộc đối với pháp môn này như thế nào. Công quyết pháp môn của nhân tộc phần lớn đều là căn cứ vào đặc điểm thân thế của nhân tộc mà chế ra. Ngay cả hồng hoang chủng tộc chúng ta cũng không thèm để ý tới, sinh linh thần tộc đại khái cũng chưa từng nghĩ tới mà. Thành thực mà nói, ma đầu kia ngay từ đầu lúc nói cho ta biết, ta cũng lười để ý, chỉ muốn che miệng quán lại. Có điều phụ vương ta đã dặn dò ta, cũng phải tới hỏi một tiếng. Các vị đạo hữu có thể có ai đứng ra giúp ta giải thích nghi hoặc này được không? Trong bụng áo cổ tiểu thần vương định lại, cười tùm tìm mở miệng hỏi. Nghe xong lời của gã, tứ hoàng tử ngao cuồng của Thương Lan Hải cũng nhẹ gật đầu một cái, ánh mắt lúng liếng nhìn lại. Trong trừ tu ở trong điện, xem ra chúng có gã cùng với ngao cuồng là không rõ chuyện này. Mấy vị thần tộc thiên kiêu kia lại là liếc nhau một cái, giống như là có hơi không nắm chắc có nên nói chuyện này hay không. Sau khi hơi chần chờ thì vẫn là thần tử Thái Nguyên của Minh tộc mở miệng nói. Chuyện này cũng không có gì hay để giấu giếm, hai người các ngươi cũng đều là con của thần vương, nói cho các người biết không sao. Thật không dám giấu giếm, cho dù là ta cũng không biết lấy được thân pháp môn này của nhân tộc này để làm gì. Chỉ có điều thần đình quả thực đã từng truyền mật chỉ tới căn dặn chư vị thần vương giáng xuống thiên nguyên, tìm kiếm chốt truyền thừa của cổ thánh nhân của nhân tộc. Thần đình hạ chỉ tìm kiếm truyền thừa cổ thánh nhân. Áo cổ tiểu thần vương bất động thanh sắc, trong lòng lại nhớ kỹ việc này. Thậm chí gã còn nhớ tới thần chủ quyết ý đi tìm phong thần bảng trong truyền thuyết, có phải là cũng bởi vì cái bảng này có liên quan tới cổ thánh hay không? Áo cổ điện hạ, việc này quan trọng, pháp môn có phải là thực hay không? Thần tử song sinh của dạ tộc thấp giọng truy hỏi, ở trong hai tròng mắt bắn tinh quang ra bốn phía, có vẻ thực sự vội vã. Ta cũng không biết. Áo cổ tiểu thần vương khẽ lắc đầu một cái, dường như là có hơi bất đắc dĩ, cười khổ nói. Đạo mật chỉ kia của thần đình cũng không truyền cho Hồng Hoang Cốt Điện ta. Trước đó ta cũng không biết thần chủ cần thứ đó, nên căn bản không hỏi kỹ. Huống hồ tiểu ma đầu cũng không phải là đứa ngốc. Các người cảm thấy trước khi hắn bảo đảm được tính mạng của mình, có thể giao pháp môn của thánh nhân kia cho ta hay sao? Chư vị thiên kiêu của thần tộc đồng loạt trầm mặc một lát. Bỗng nhiên mấy người đồng thời mở miệng. Ma đầu kia ở đâu? Ở hậu điện. Áo cổ tiểu thần vương nhẹ nhàng đáp. Biết bọn họ nóng lòng đi chứng thực việc này là thực hay là giả. Mau mau dẫn chúng ta đi vào. Chư thiên kiêu thần tộc đều đã xoa tay, có vẻ không chờ được nữa. Áo cổ tiểu thần vương cũng không nhiều lời, cười tùm tìm trước để cho bọn họ đảm bảo sẽ không động đến phương hành, tránh bản thân mình gặp khó xử. Sau đó liền dẫn đường ở phía trước, nhanh chóng đi qua tầng tầng lớp lớp thông đạo của Hồng Hoang Cốt Điện, tới một cái động quật ở bên dưới lòng đất. Nhìn động này rộng khoảng 1000 trượng, rộng lớn bao la, xung quanh tự nhiên là có mấy dòng linh mạch hội tụ, làm bên trong huyệt động này dày đặc linh khí, thậm chí sinh ra một vài linh mạch thiên nhiên. Trên mỏm đá vách trần động có từ ý lượn lờ, vô cùng đồ sộ. Ở dưới đáy huyệt động cũng có một dòng linh suối lặng lặng chảy xuôi, xung quanh chất đầy mấy đống xương khô, mỗi một đống đều cao mấy chục trượng, có thể nhìn ra được sinh tiền đều là sinh linh thân hình đồ sộ. Chư vị, ở chỗ này đừng nên lớn tiếng nói là môn nào, cũng tuyệt đối không thể động thủ. Nơi đây chính là nơi tiền bối của Hồng Hoang Cốt Điện ta trầm miên, có anh linh tổ tiên ở đây, giống như là tiên thiên đại trận, cũng xưng là động tiên đứng đầu đương thời. Cũng thật tiện nghi cho tiểu ma đầu. Cha ta để ta trông coi hắn, lại nhất định không được để cho hắn có cơ hội đào tàu, nên chưa có thể nuốt hắn ở chỗ này. Áo cổ tiểu thần vương nhẹ nhàng giới thiệu, dẫn dắt mọi người đi theo một cái xích sắt lớn đi sâu vào trong động. Chưa được mấy bước đã thấy ở phía trước xích sắt, ở trung tâm huyệt động, ở trên một cái tế đàn đen ngòm đang lơ lửng một cái đầu xương to. Hình dạng của cái xương đầu kia cực kỳ kỳ dị, lớn chừng hơn 10 trượng, cũng không phải là hình người, khá giống với áo cổ tiểu thần vương. Cũng mọc viền mắt mũi, lóe ra tầng tầng u quang, thật là đáng sợ. Mà nhìn qua hai cái hắc động, viền mắt nhìn vào thì dễ dàng thấy được đang có một gã tu sĩ nhân tộc ngồi xếp bằng ở trong xương sọ, lặng lặng thổ tức tu luyện, cũng không nhúc nhích. Đây là ma đầu kia. Có tộc phá phòng liếc nhìn hắn, đáy mắt không nhịn được dâng lên sát ý nồng đậm. Chính là người này giết chết đệ tử ruột của mình, còn tàn sát sạch sẽ hơn 400 sinh linh cốt tộc của mình. Đối với cốt tộc vốn thưa thớt tộc nhân thì đó chính là một sự thảm khốc cùng tổn thất không cách nào có thể hình dung được. Gã nhìn thấy Vương Hành, cảm giác đó giống như là một nhân tộc thấy được một con yêu ma quỷ quái đã từng chu diệt mấy ngàn người, chỉ hận không thể lập tức giết chết hắn. Và lúc đó trường kiếm sắt ở lưng, truyền nhân hung đao của tiểu tiên giới cũng khẽ động, vang lên đeng keng nhẹ nhẹ. Rất rõ ràng y cũng động sát cơ. Thiềm điện tử chết dẫn tới Vô Gian Thần Vương giận dữ, cũng đổ lửa giận đó lên đầu của tiểu tiên giới. Cũng không biết là 12 tiểu tiên giới vì thế mà đã trả giá bao nhiêu. Bây giờ chính là một cơ hội, chỉ cần chém ma đầu kia liền có thể làm biến mất kiếp số lần này. Lời nói của ta hai vị còn chưa quên chứ? Ánh mắt của áo cổ tiểu thần vương nhìn về phía bọn họ, khẽ nhẹ hỏi. Trước khi chưa chứng thực pháp môn kia là thực hay giả, bọn họ không dám. Thần tử Thái Uyên của Minh tộc cũng phát hiện hai người kia giấu giếm sát khí, cười lạnh một tiếng, đi nhanh về phía trước. Ở phía sau y, thần tử song sinh của dạ tộc cùng với tứ hoàng tử Thương Lan Hải cũng theo thật sát phía sau. Chừng có mấy ngày không thấy bóng dáng rồi, rảnh rỗi tới mọc thêm một con chim nữa rồi đây. Hôm nay rốt cuộc có người tới thăm ta. Bên trong khô lâu lớn kia, Phương Hành dường như cũng nhận ra bên ngoài có người tới, mắt mở đảo qua, cười hì hì nói. Sau đó vô lại móc một cái hồ lô từ sau lưng, vẹt cái nút ra uống một ngụm thật to, con mắt hết sức sáng sủa. Nghe nói người có một pháp môn của thánh nhân trong tay, dự định hiến cho thần tộc đổi một cái mạng. Không ai có tâm tình nói chuyện tào lao với hắn. Thần tử Thái Uyên của Minh tộc trực tiếp bước lên một bước, đứng ở phía trước khô lâu thấp giọng quát hỏi. Đúng vậy. Phương Hành quan sát y một cái, cười đáp. Đến từ đâu? Thái Uyên cẩn thận trực tiếp truy vấn lai lịch. Phù Diêu Cung. Đó là bảo bối trấn cung của bọn họ, là thứ mà người bình thường không có được. Phương Hành rất thản nhiên đáp. Đã là trí bảo của Phù Diêu Cung, vậy tại sao phải rơi vào trong tay của ngươi? Thái Uyên gắt gao truy vấn, ánh mắt trong nháy mắt cũng nhìn Phương Hành không chớp mắt. Ngay cả ta đã từng làm cung chủ của Phù Diêu Cung cũng không biết sao? Tin tức của thần tộc các người quá là không linh thông rồi. Phương Hành nở nụ cười, đáp thật là ung dung. Đám nữ nhân cứu ta ra từ trong trận chiến ở Hội Kê Sơn, chỉ nói một ngày không thể không có chủ, muốn ta làm cung chủ của các nàng. Mặt khác còn cực kỳ hào phóng đồng ý cho ta tu hành bí pháp của Phù Diêu Cung các nàng. Đương nhiên sau này mới biết được tu bí pháp sẽ có tai họa ngầm rất lớn. Các nàng không có lòng tốt, nên nói ngắn lại, ta tu luyện bí pháp kia cảm thấy rất có lợi. Về sau các nàng không có nghĩa khí bỏ lại mình ta để chạy thoát thân. Lúc đó ta kích động làm anh hùng, sau lại có chút hối hận. Trời đất bao la, nào có mạng lớn đâu chứ. Đơn giản giao pháp môn đó ra, đổi lại cái mạng nhỏ của mình mà thôi. Mấy câu nói có lý có tình, có lai lịch có nền móng, chư thần tử đều tin, hô hấp đều có chút dồn dập. Đại công to lớn có thể dễ dàng tới tay như vậy sao? Nếu không tận mắt nhìn thấy, áo cổ tiểu thần vương sẽ không tin được đám thần tử này đã kích động như vậy. Sau một phen hỏi đáp của thần tử Thái Uyên của Minh tộc, trừ thiên kiêu của thần tộc đều có phán đoán của mình, tin rằng việc này đã đúng khoảng 7-8 phần. Trong chốc lát lại có vẻ hơi không kiềm chế được kích động, đáy mắt của mỗi người đều bắn tinh quang ra bốn phía, lộ ra ý khát cầu không hề che giấu chút nào. Ở trong đám người này lại chỉ có thần tử phá phong của cốt tộc đặc biệt muốn tính mạng của Phương Hành là còn tạm thời áp chế được. Sắc mặt của y thờ ơ, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, lặng lặng nghe xong một lát. Khi chư tu đều tăng trầm mặc, liếc hai mắt yếu ớt nhìn Phương Hành, bỗng nhiên mở miệng nói. Cho dù ngươi đã có pháp môn của cổ thánh Thiên Nguyên, nhưng từ đâu biết được có thể hiến vật đó cho thần chủ? Nghe xong lời của y, chư tu lại đều ngẩn ra. Thần chủ tìm kiếm pháp môn của cổ thánh Nguyên, việc này vẫn chưa công khai, cho dù là ở trong thần tộc cũng chỉ có vài người nòng cốt của quý tộc mới có thể tiếp xúc mà biết được. Ngay cả Hồng Hoang Cốt Điện và Thương Lan Hải trước đây đều không biết, mà đầu kia có thể biết được cũng có chút kỳ quái. Vị này xưng hô thế nào? Phương Hành đã ung dung cười hì hì nhìn Phá Phong. Ta là con của Bất Hủ Thần Vương, thiếu chủ cốt tộc Phá Phong, người nên biết ta. Phá Phong cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng mình xuống, nhưng ai nấy đều thấy được sát ý mãnh liệt của y đối với Phương Hành. Chưa từng nghe nói. Phương Hành lưu loát đắc đầu, như là tỉ mỉ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói. Cốt tộc Bạch Ngọc Kinh. Phòng tuyến đóng ở Bạch Ngọc Kinh chính là nhị đệ ta, Quỷ Mộc, còn có hơn 400 tộc nhân cốt tộc ta. Phá Phong cắn răng mở miệng, lửa giận trong đáy mắt khó có thể che giấu. Ồ, ta đây nhớ rồi. Phương Hành nở nụ cười, thoạt nhìn vô cùng ung dung nói. Chính là lúc tên Quỷ Mộc gì đó chặn giết ta, làm ta kỳ quái phát hiện ra một điểm. Cho dù lúc đó ác chiến kịch liệt thế nào, hắn đều không dám hạ sát thủ với ta, Cho dù ta giết sạch tộc nhân quán, hắn vẫn chỉ muốn bắt giữ ta. Hơn nữa ta cũng lưu ý tới, khi nhìn thấy ta thi triển pháp môn của thánh nhân thì hắn sợ tới mức trợn mắt lên, nhìn ta giống như là hoa cúc của khuê nữ ấy. Tiểu gia lại không phải là người ngu, dùng đầu ngón chân suy nghĩ thì cũng có thể biết được pháp môn của thánh nhân này đối với nhóm thần tộc các người chắc chắn là có tác dụng phi phàm. Đối mặt với sinh tử, đương nhiên lấy ra thử vận thời rồi. Vừa nói hắn vừa âm trầm vận chuyển pháp môn nào đó. Khí tức quanh người đột nhiên đại biến, trên đỉnh đầu lại xuất hiện một chùm lửa nhàn nhạt. Ngọn lửa kia cũng không phải là tam muội chân hỏa, thoạt nhìn thậm chí còn có chút bình thản, không có gì lạ. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra ngọn lửa này hợp thành từ hư ảnh của một sinh linh. Rất nhiều hư ảnh đang không ngừng giãy giụa, dường như là muốn trốn ra từ bên trong. Trong vô số cái bóng đó, Phá Phòng cũng không biết có phải là mình xuất hiện ảo giác hay không, vẫn có thể nhìn thấy được hình bóng của đệ đệ đã chết của mình. Người trong một chớp mắt này, hai mắt của Phá Phòng như là tràn ra máu tươi, hàm răng cắn chặt, vang lên tiếng kẽo kẹt, gầm nhẹ một tiếng, rồi một bước đạp ra ngoài. Ầm một tiếng, giữa thiên địa tự nhiên nổi lên một tiếng sét đùng đoàng, một thanh cốt kiếm trong suốt xuất hiện trong bàn tay của y, nhắm thẳng vào Phương Hành. Trong một chốc cốt kiếm xuất hiện, dường như ngay cả trên không cũng bị hàn mang ở trên thân kiếm chia làm hai nửa, ẩn hiện cảm giác nghiền nát. Khó có thể hình dung một kiếm kia có bao nhiêu sắc bén, chỉ làm cho mọi người có mặt đều bản năng cảm thấy hết hồn. Một kiếm chỉ vào Phương Hành ở phía xa, thậm chí trước khi đâm ra như là phán định Phương Hành hắn nhất định phải chết. Ngay cả con mắt của Phương Hành cũng híp lại. Hắn đang ở bên trong đầu lâu, cốt kiếm này không hẳn có thể làm hắn bị thương được, chỉ là vẫn không ngại hắn có thể nhận biết được ở trên thân của cốt kiếm chứa sức mạnh đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt đã đại định, thảo nào người này có thể làm được thần tử của cốt tộc, đều là con của Bất Hủ Thần Vương. Lúc nghênh chiến với quỷ mộc ở Bạch Ngọc Kinh, ngay cả một phần sức mạnh của y đã không đạt được. Vật chất tối ưu trong thế gian của Thiên Nguyên chính là thép dòng mà tu sĩ Thiên Nguyên truy bách luyện ra. Nhưng cốt tộc này trời sinh là ngọc cốt, dường như là so với thép dòng còn mạnh hơn gấp trăm lần. Có điều cũng ngay lúc này, chùm hỏa diễm ở trên đỉnh đầu cảm giác được khí tức thần tộc thiên kiêu ở bên ngoài cũng đồng thời cảm thấy đại hỉ. Bọn họ chắc là có thủ đoạn hoặc là kiến thức nào đó có thể nhìn ra Phương Hành thi triển pháp môn này có phải là thứ bọn họ mong muốn hay không. Thông qua điểm này liền có thể xác định trong lòng hầu như đang nhảy nhót, không biết có bao nhiêu người đang muốn hỏi Phương Hành. Nhưng cũng vào lúc này, một kiếm của thần tử Phá Phong của cốt tộc kinh động tới bọn họ, ở trong bụng đều cảm thấy kinh hãi. Không biết có bao nhiêu người vô ý thức xông lên, hiển nhiên đại công sắp vào tay rồi. Nếu bây giờ bị người ta chém ma đầu kia, chẳng phải giống như là dã tràng xe cắt biển Đông sao? Chỉ là đối mặt với một kiếm này, mấy người Thái Uyên Minh tộc, Song Sinh Dạ tộc cũng không dám chính diện chặn lại. Khi đang cấp bách, Song Sinh của Dạ tộc khẽ quát một tiếng, một cái tay áo hắc sắc nhẹ nhàng quét tới đầu vai của Phá Phong, làm cho y phân tâm. Còn Thái Uyên của Minh tộc thì quát như sấm mùa xuân, thấp giọng quát: Phá Phong, pháp môn của thần chủ cần đang ở trên người của hắn, người muốn phá nhiệm vụ của thần chủ giao phó hay sao? Vù một tiếng, một thanh cốt kiếm mới chỉ đâm ra phân nửa liền vững vàng dừng ở trên không trung. Mây trôi xung quanh âm ầm nổ tung như cuồng phong. Trên mặt của Phá Phong âm tình bất định, rất rõ ràng lời nói của Thái Uyên quả thực đánh trúng chuyện khó trong tim y. Thấy y ngừng tay, mọi người khác liền vội vàng đạp bước lên trước, vững vàng bảo vệ Phương Hành, không dám tiếp tục cho y cơ hội xuất thủ nữa. Ma đầu, người giết thân đệ đệ của ta, tàn sát tộc nhân ta, thù này không đội trời chung. Cha ta Bất Hủ Thần Vương đã lập thể nhất định sẽ trảm người, tiễn người xuống hoàng tuyền. Người tuyệt đối không chạy trốn được đâu. Trừ phi ngươi lập tức giao pháp môn này ra, có thể còn có đường sống. Cố kiềm nén lại một kiếm, Phá Phong đột nhiên giữ tợn mở miệng, ý tứ trong lời nói lại cực kỳ khiến cho người ta khiếp sợ. Thần tử cốt tộc thống hận Phương Hành như thế, lại muốn cho Phương Hành một tia hy vọng sống sao? Ngay cả Áo Cổ Tiểu Thần Vương vẫn luôn trầm mặc ở bên cạnh cũng đều kinh ngạc, mơ hồ cảm thấy việc này đã vượt qua khỏi sự khống chế. Bất kể là gã hay là Phương Hành, đại khái đều hơi coi thường tầm quan trọng của pháp môn kia rồi. Thần tử cốt tộc rõ ràng là thời gian ngắn đã phân tích ra tầm quan trọng của pháp môn kia, cũng biết mình không thể trực tiếp giết Phương Hành được, bởi vậy nên lập tức mượn cơ hội này uy hiếp Phương Hành, muốn thay cốt tộc có được pháp môn kia. Xem ra pháp môn này quả nhiên rất quan trọng với các người, đoán đúng rồi. Đối mặt với ngôn ngữ kinh người của thần tử Phá Phong cốt tộc, Phương Hành không để ý, giọng thật thấp nở nụ cười một tiếng nói: Pháp môn này ta đương nhiên là dự định dâng ra, dù sao nói nó cũng là thứ bảo mệnh của ta đó. Chỉ có điều cốt tộc các ngươi xem ra thực sự là hận ta đến xương tủy rồi. Ta cũng vô cùng không thích các ngươi. Hơn nữa bằng bảng giá người đưa ra quá thấp rồi, không phải đối tượng tốt để giao dịch. Người đang tự tìm đường chết. Thần tử phá phong của cốt tộc rít lên từ kẽ răng, sát khí trở nên nồng nặc. Ta lại cảm thấy hắn là một người thông minh. Phương Hành chưa kịp trả lời, lại có một người khác khẽ cười đáp thầy, chính là thần tử Thái Uyên của Minh tộc. Gã đầy mặt đã ý vui mừng, nhìn chằm chằm Phương Hành thấp giọng nói: Người nói rất đúng, bảng giá một cốt tộc đưa ra thực sự là quá thấp rồi. Ta nghĩ người phải có một đối tượng tốt để giao dịch. Minh tộc chúng ta từ ban đầu đã muốn chấp nhận cho ngươi thần phục. Lần này ta tới Hồng Hoang Cốt Điện ở một mức độ nào đó mà muốn cứu ngươi. Bây giờ ngươi có pháp môn của thánh nhân trong tay, vậy thì không còn gì tốt hơn nữa. Giao pháp môn này cho ta đi, ta có thể đại diện cho Cửu U Thần Vương cam đoan với ngươi, ngươi sẽ không chỉ nhận được địa vị ở trong thần tộc, hơn nữa có thể được Cửu U Thần Vương che chở. Thái Uyên, ngươi thực sự muốn trở thành địch với cốt tộc ta sao? Phá Phong giận tím mặt, xoay người lại, lạnh giọng hét lớn với Thái Uyên. Thái Uyên lại chỉ nhẹ cười nói: Chúng ta chỉ thuần phục thần chủ mà thôi. Phá Phong cắn răng ken két, nhất thời lại không biết nên phản bác như thế nào. Muốn nhận được che chở cũng không nhất định phải chọn Cửu U Thần Vương. Vĩnh Ám Thần Vương cũng có thể bảo vệ ngươi không chết. Thậm chí ta có thể hứa hẹn trước với ngươi, sau khi ngươi sẵn sàng góp sức cho thần tộc, ta có thể bảo vệ ngươi trở thành thần tướng dưới trướng của cha ta, dưới một người mà trên vạn người. Cho dù trước đây ngươi có thù gì ở Thiên Nguyên, có tâm nguyện gì chưa dứt, ta đều có thể bằng lòng trước với ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi làm được. Thần tử song sinh của dạ tộc lúc này cũng nở nụ cười thật thấp, vừa nghe được thì tràn đầy thành ý. Lại nói: Ta hình như còn nên gọi ngươi một tiếng anh rể nữa. Ngươi không phải nên suy nghĩ hợp tác với Thương Lan Hải trước hay sao? Mẫu hậu ta vốn không quá đồng ý việc hôn nhân của ngươi với Ngao Trinh. Chẳng qua hiện nay ta lại cảm thấy việc này có thể bàn lại được. Hiện tại nàng đã bị cấm túc trong Thương Lan Hải. Ta nghĩ nếu như người nguyện lựa chọn giao pháp môn của thánh nhân cho ta, các người sẽ nhanh chóng gặp được mặt nhau. Tứ hoàng tử ngao cuồng của Thương Lan Hải cũng đã hiểu có chuyện gì đang xảy ra, dĩ nhiên cười tủm tỉm mở miệng. Còn truyền nhân của hung đao tiểu tiên giới thì muốn nói lại thôi. Có điều vẫn nhìn về phía Phương Hành, rõ ràng gã cũng động tâm, nhưng không dám nói rõ trước mặt chư thiên kiêu thần tộc, chỉ truyền một luồng thần niệm nhỏ nhỏ, khó có thể thấy qua, ngắn gọn lại kiên định. Không cùng một tộc chắc chắn sẽ có ý nghĩ khác. Cho dù ngươi có chọn người nào trong số này, ta dám cam đoan kết quả cuối cùng ngươi sẽ đều bị nuốt tới đầu khớp xương cũng không còn. Không dành nhiều lời, ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngươi có thể đưa pháp môn cho tiểu tiên giới bọn ta, ta sẽ bảo đảm 12 tiểu thiên giới tất cả sẽ liên thủ che chở cho ngươi. Mà có phần đại công này, chúng ta thậm chí có khả năng thành lập thế lực nhân tộc chân chính dưới thần chủ. Pháp môn của thánh nhân này là đồ mà thần chủ mong muốn. Những người đại biểu cho lợi ích của thần vương như bọn họ, có ai mà không muốn có được. Cho dù vật đó do chính ma đầu kia dâng ra, nhưng mà thông qua tay của ai nộp lên, người nó đến lập tức bát thiên đại công. Trong lúc nhất thời, chư vị thiên kiêu của thần tộc lại ở trước mặt Phương Hành uy hiếp lợi dụng, tranh cãi. Nếu nói ngay từ đầu bọn họ đều có lập trường riêng của mình, kỳ thực chỉ là thông qua thái độ với chuyện này để ép Bất Hủ Thần Vương và Vô Gian Thần Vương nhường ra lợi ích của một số chuyện. Như vậy lúc này bọn họ cũng đã thực sự bắt đầu tranh đoạt Phương Hành rồi, vì thế không tiếc đưa ra các loại lợi ích. Trong đó đã nói rõ, cũng ám chỉ, cũng làm cho Phương Hành chốc đắt gượng cười. Chuyện này quá thuận lợi, làm cũng làm cho hắn có chút không biết nên lựa chọn như thế nào, rốt cục nên chọn hợp tác với bên nào đây. Nhân mã của 6 phe đều có bối cảnh không thể khinh thường được. Thần tử phá phong của cốt tộc, thần tử song sinh của dạ tộc, truyền nhân Thái Uyên của Minh tộc, không cần phải nói, đều đại biểu cho một vị thần vương. Còn Thương Lan Hải lại lấy lòng nữ Ngao Trinh ra, ám chỉ một thứ gì đó với Phương Hành, làm Phương Hành không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa. Tiểu tiên giới đã chỉ ra một điểm, đó chính là cho dù thế lực của tiểu tiên giới yếu nhất trong mấy phe nhân mã này, nhưng mà dù sao cũng là nhân tộc. Bọn họ đã sớm phản bội Thiên Nguyên, nhưng bọn họ dù sao cũng là đồng tộc với Phương Hành. Mà gã hiển nhiên cũng nghiêm túc suy tính liên hợp với Phương Hành, đưa ra một kiến nghị tự nhận là vô cùng có giá trị, hoặc là có thể nói là đầy dã tâm. Đó chính là tự dựng lên một thế lực nhân tộc bên dưới thần chủ. Mà nay thần chủ trưởng ngự 3.000 thần tộc, 12 thần vương, trong đó có hai vị chính là sắc phong từ thế lực Thiên Nguyên, một là Thương Lan Hải, hai là Hồng Hoang Cốt Điện. Nhưng mà nghiêm túc mà nói, không ai có phân nửa địa vị trong thần tộc. Đây cũng chính là chuyện mà Tiểu Tiên Giới canh cánh trong lòng. Mà vào lúc này, ánh mắt của Phương Hành vô tình hoặc là cố ý nhìn sang phía Thương Lan Hải cùng Tiểu Tiên Giới. Tứ hoàng tử ngao cuồng của Thương Lan Hải hơi hơi nở nụ cười, hắn chắc ý đắc thắng. Còn truyền nhân hung đạo của Tiểu Tiên Giới thì nhíu mày thật chặt, dáng vẻ chịu nhục khổ đại cửu thâm. Chỉ có điều ngay lúc mỗi phe bọn họ đang dùng ánh mắt mong chờ mà nhìn, rốt cuộc Phương Hành này nhẹ nhàng cười, lúc mở miệng nói thì lại làm cho bọn họ đều kinh hãi, ánh mắt đều khác thường. Các người đều đã vội vàng muốn mượn hơi ta như vậy, vậy nói rõ pháp môn mà ta muốn dâng lên này có giá trị không nhỏ đâu. Vậy ta còn hợp tác với các người làm cái rắm gì? Trực tiếp tìm thần chủ không phải là tốt hơn sao? Tìm thần chủ? Chư thần tử đều ngẩn ngơ. Sau đó thần sắc khác nhau, tiếng cười lại vang lên. Bằng vào ngươi cũng có tư cách trực tiếp hiến vật quý cho thần chủ sao? Nói chuyện là phá phong, y không dám thực sự giết Phương Hành, lúc này đầy mặt là ý cười. Có lẽ là chúng ta nói không đủ rõ ràng. Vị bằng hữu nhân tộc này, bây giờ ngươi dù sao cũng vẫn là một tù phạm. Cho dù ở trên tay có thứ mà thần chủ cần, cũng không có cơ hội gặp mặt mà hiến vật quý đâu. Ta nghĩ ngươi nên lựa chọn một người thay thế ngươi, dâng dị bảo tốt hơn. Đến lúc đó thần chủ ban cho cái gì, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đảm bảo cho ngươi giữ được cái mạng cũng là chuyện dư giả. Thần tử song sinh của dạ tộc nhẹ giọng cười cười, không lộ ra một dấu vết lắc đầu. Cảm giác Phương Hành quá mức ngây thơ. Đưa pháp môn cho các ngươi, nhận được thần chủ ban thưởng cũng là các ngươi, cộng lại ta liền không dâng pháp môn này ra rồi. Phương Hành cười lạnh một tiếng, thậm chí hơi không kiên nhẫn. Các ngươi cứ ở đó mà mơ đi, cũng không ra ngoài hỏi thăm thử Tiểu gia có bao giờ làm vụ làm ăn nào thua lỗ chưa? Nói tới đây thôi, cho dù các ngươi là vương bát cao tử, quy tôn thần vương gì đó, Tiểu gia cũng không để vào mắt. Có tư cách làm ăn với ta chỉ có thần chủ, pháp môn này ta chỉ muốn hiến cho ông ta. Hoang đường! Trừ thiên kiêu thần tộc có mặt đều giận tím mặt, lớn tiếng quát. Ta nghĩ là biểu hiện của chúng ta quá mức bức thiết, nên khiến cho tiểu nhi để đánh giá cao giá trị vật trong tay quán đây mà. Ta lại có một đề nghị thế này. Giả sử hắn thực sự khư khư cố chấp, chẳng bằng chúng ta liên thủ ép hỏi pháp môn kia ra, sau đó lại chia đều quyền lợi. Như thế nào? Bất Hủ Thần Vương cùng Vô Gian Thần Vương muốn bạn của ba đầu kia, Hồng Hoang Cốt Điện muốn có được sự hữu nghị của chư vị Thần Vương, Cửu U Thần Vương cùng Vĩnh An Thần Vương chắc chắn sẽ không từ chối sự ban thưởng phong phú của thần chủ. Còn Thương Lan Hải, chuyện này chúng ta sẽ đều nhớ nhân tình của các người. Cho dù thế nào, ta nghĩ phải có một biện pháp, hẳn là sẽ làm cho mọi người chúng ta đều phải hài lòng. Thần tử song sinh của dạ tộc thấp giọng cười nói, cũng là truyền âm bằng thần niệm, truyền thẳng vào tai mọi người, không cho Phương Hành nghe. Ý của gã rất rõ ràng, muốn cổ động mọi người cùng nhau hạ thù, hành hạ Phương Hành. Đợi sau khi lấy được pháp môn lại do các thế lực trao đổi lợi ích với nhau. Nói ngắn lại là muốn bỏ đi suy nghĩ có được trực tiếp hiến vật quý của Phương Hành. Biện pháp này đương nhiên là ổn, hơn nữa là thuận lý thành chương. Thần tử cốt tộc cùng truyền âm với minh tộc đều âm thầm gật đầu, cảm thấy khá là được. Nhưng áo cổ tiểu thần vương lại cười khổ một tiếng nói, phương pháp này không tệ, chỉ tiếc ta phải bẩm báo với phụ vương ta, khổ lâu giam giữ ma đầu kia chính là một món trí bảo của Hồng Hoang Cốt Điện ta. Bằng vào sức mạnh của chúng ta, sợ rằng khó phá vỡ phòng ngự của nó. Cho dù phá được rồi, cũng sẽ hủy mất thứ mà Hồng Hoang Cốt Điện ta đã cất giấu lâu rồi. Chỉ có phụ vương ta có thể mở nó ra, bằng không chúng ta căn bản không làm gì được hắn. Phương Hành ở bên trong khô lâu bất động thanh sắc gật đầu, biết áo cổ tiểu thần vương đang là nhắc nhở mình. Ta cũng không đồng ý với cách làm này. Nếu bàn về quan hệ thân sơ, Thương Lan Hải chúng ta dù sao cũng có chút giao tình với tiểu ma đầu này, cho nên nếu hắn giao pháp môn này cho các người, ta sẽ rất tức giận. Nhưng chỉ cần không phải là cho các người, vậy ta còn có thể chấp nhận được. Dù sao trước khi ta lên đường, phụ vương ta nói tiểu ma đầu này còn có chỗ hữu dụng, bảo ta tận lực bảo vệ mạng quán mà thôi. Tứ hoàng tử Thương Lan Hải cũng lời biếng cười nói, dáng vẻ bại hoại kia khá là không được người ta ưa mắt. Các người không phải là muốn khảo vấn pháp môn kia từ trong miệng ta, rồi sau đó tự mình thương lượng mà làm đây chứ? Phương Hành nghe sóng nhắc nhở của hai người này, Làm sao mà còn không biết suy nghĩ trong lòng của mấy vị thiên kiêu thần tộc kia. Cười lạnh một tiếng, nhẹ cắn răng nói: chỉ có điều ta hiện tại cảm thấy người đang suy nghĩ nhiều rồi. Bí mật trong bụng ta, chỉ cần ta không muốn nói, sợ rằng không ai có thể hỏi được. Dù sao, khi ta nhận thấy thời điểm nguy hiểm sẽ tự động tiêu hủy bộ phận thần thức của ta. Đến lúc đó nhỡ đầu các người tính làm thế thật, ta lại hủy thần thức đó đi. Lửa giận của người thần chủ gây giáng xuống, các người cứ chờ mà hưởng thụ đi. Mọi người không ai đáp lời hắn, nhưng cũng biết chuyện hắn nói vô cùng có khả năng. Áo cổ điện hạ, ta bị các người bắt lại rồi nhốt ở đây, các người nên phụ trách với ta. Phương Hành cười tủm tỉm, nhìn về phía áo cổ tiểu thần vương thở dài. Trước đó người không biết tầm quan trọng của trí bảo ta định dâng lên, không để ý đến ta thì thôi đi. Hiện tại đã biết rồi, vậy thì mời Hồng Hoang Cốt Điện người dâng cho ta một phong thư, hy vọng thần chủ có thể đồng ý với ta 3 điều kiện. Thứ nhất, ta sống rất tốt, cũng không muốn chết, xin lão nhân gia ông ta xá tội chết cho ta, cũng xin ông ta hạ chỉ không cho một vị thần vương nào chém được ta. Thứ hai, ta coi như đã sẵn sàng góp sức cho thần tộc, nhưng không có vị thần vương nào có tư cách giật dây ta. Ta có thể thuần phục ông ta, nhưng cũng không nguyện thần phục dưới trướng thần vương. Thứ ba, điều kiện thứ ba, đợi sứ giả thần đình tới rồi hãy nói. Hắn nói ung dung, nhưng mấy vị thiên kiêu thần tộc kia lại trừng mắt giận dữ quát lên: nằm mơ! Nhưng áo cổ tiểu thần vương như là nghe được ám chỉ trong lời nói của Phương Hành, thì khuôn mặt cũng nở nụ cười gượng, vô cùng bất đắc dĩ nói: chư vị, chuyện này liên quan thực sự quá lớn, Hồng Hoang Cốt Điện ta cũng không dám tự tiện quyết định. Thứ tội, việc này ta chắc chắn sẽ bẩm báo cho phụ vương, cho lão nhân gia ông ấy gửi một phong thư cho thần chủ, nói rõ ngọn nguồn chuyện này. Còn như thần chủ có để ý tới hắn hay không, ta không xen vào nữa. Trừ thiên kiêu thần tộc có mặt đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà cố tình trong chốc lát không có biện pháp nào khác. Còn áo cổ tiểu thần vương cũng không có đần, biết lúc này nên làm cái gì. Mời những thiên kiêu của thần tộc này tới đơn giản là muốn thông qua phản ứng của bọn họ để phán đoán pháp môn kia của Phương Hành có thực sự quan trọng như vậy hay không. Nhìn thấy kết quả tốt vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, liền khách khí đùn đẩy trách nhiệm. Mình thì âm thầm điều người đi thông báo cho Hồng Hoang lão long vương kết quả này. Trước khi đi, trừ thiên kiêu của thần tộc đều âm thầm nhìn Phương Hành một cái, các loại ám chỉ vô cùng phức tạp. Không ai ngờ tới Phương Hành đã có sự quyết đoán trực tiếp muốn tìm thần chủ hiến vật quý mà không mượn tay của bất kỳ ai trong số họ. Điều này cũng đại biểu cho việc tên ma đầu này bỏ qua bất kỳ sự che chở nào của bọn họ, có dã tâm muốn tự lập một phái. Bởi vì lấy một chuyện nhỏ này, trừ thiên kiêu của thần tộc cũng không khỏi lần nữa dò xét Phương Hành. Là địch, là bạn, hoặc bảo vệ, hoặc giết, đều phải lần nữa suy nghĩ lại vào lúc nào. Một tên phản bội nhân tộc, ngay cả chân tiên cũng không phải lại to gan lớn mật muốn trao đổi buôn bán với thần tộc. Chuyện này nghe thực đúng là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thân phận và cảnh giới của song phương đều là cách biệt quá xa, chẳng ai ngờ tới tầm quan trọng của pháp môn của cổ thánh lại vượt ra khỏi tưởng tượng của bất kỳ ai. Ngày thứ hai, Hồng Hoang lão long vương truyền tin cho thần đình. Thần đình liền gửi thư trả lời. Phương Hành vẫn bị phong ấn trong khô lâu bị áo cổ tiểu thần vương lấy thần được đưa ra. Trong đại sảnh đang có một tấm cốt kính dựng thẳng. Còn tưởng rằng tới nhanh như vậy, hóa ra là cách không truyền âm. Trong lòng của Phương Hành nghĩ, lúc đầu cho rằng thần đình sẽ đích thân phái người qua đây, thời gian thông báo chưa tới vài ngày, vừa may có thời gian để hắn suy nghĩ kỹ một chút. Không ngờ tới ngày thứ hai liền có tin tức. Chưa có điều nghĩ lại thì cũng phải, hiện nay thần chủ căn bản ở ngoại vực, còn không biết cách Thiên Nguyên có xa lắm hay không. Chỉ sợ ông ta có thần thông lớn hơn nữa thì cũng không làm trong một bước kéo dài qua không trung giáng xuống Thiên Nguyên. Hơn nữa từ một phương diện khác thì mình dâng đến pháp môn cổ thánh này lên, chỉ sợ cũng không có đáng cho ông ta tự mình đi một chuyến tới Thiên Nguyên. Cũng có thể nhân cơ hội nhìn thử xem vị thần chủ kia rốt cục là dáng vẻ gì, Phương Hành thầm nghĩ. Con mắt nhìn sang cốt kính, cùng nghênh thần sử hiền hóa. Áo cổ tiểu thần vương hành lễ một cái. Ở trong cốt kính nhanh chóng xuất hiện tầng tầng rung động. Đợi khi sự rung động bình tĩnh lại, đã có thể nhìn thấy ở bên trong cổ kính có thêm một hình chiếu của sinh linh. Chỉ có điều vừa nhìn qua thì cũng làm cho Phương Hành có chút thất vọng. Dáng vẻ của sinh linh kia giống người, mặt trắng không râu, mặt không chút thay đổi, tuyệt đối không thể nào là thần chủ. Đại khái nhiều nhất cũng chỉ là một người theo hầu ở bên cạnh thần chủ mà thôi. Thiên Nguyên Phương Hành, người ở đâu? Sinh linh trong cốt kính rõ ràng đối diện với Phương Hành, nhưng mà hai mắt lại rủ xuống, kéo dài âm điệu nói: "Ở đây này." Phương Hành vội vàng xua tay một cái, lớn tiếng kêu: "Người chính là Phương Hành." Ánh mắt của thần tử thần sử nhàn nhạt nhìn tới, sau đó con người đột nhiên co lại quát lên: "Tiểu nhi vô tri, ngươi có biết tội của ngươi không?" Thần sử giận dữ, thiên địa biến sắc. Trong phòng khách mọi người đều câm như hến, chỉ có Phương Hành như là tên hòa thượng lùn hai thước, với tay sờ không đến đầu. "Không biết đâu." Trong cốt kính, sắc mặt thần sử không tốt, âm trầm, đôi mắt tam giác lạnh đùng u ám nhìn Phương Hành, lạnh giọng nói: "Tiểu nhi ngươi thật to gan, cửu thiên thập địa, thiên hạ vô biên, người dám nói điều kiện với thần chủ cũng không có được vài người." Sắc mặt của Phương Hành trong nháy mắt cũng vô cùng khó coi, nhíu lông mày nói: "Ông ta không muốn đồng ý với điều kiện của ta." Ánh mắt của thần sử lạnh lạnh: "Thần chủ xưa nay không bàn điều kiện với người khác." Trong lòng của Phương Hành lại hơi kinh ngạc, trong lòng nghĩ chuyện này có hơi phiền toái rồi, nhưng không ngờ thần sử hù dọa hắn một câu, lại chuyển giọng, lần nữa nở nụ cười lạnh nói: "Chỉ có điều nể tình ngươi sống ở nơi thiên giã, không biết cấp bậc lễ nghĩa, nên tha cho ngươi một lần. Bản tọa tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, lần sau kiến công cho thần chủ, đừng có sinh ra nhiều tâm địa răn xảo như vậy." Thiên Nguyên Phương Hành tiếp chỉ: "Còn mẹ nó, có chuyện gì đây?" Phương Hành ngơ ngác ở đó, bị gã làm cho phần lớn có phần không nắm chắc được tình huống hiện tại. Thần sử bên trong cốt kính căn bản không thèm nhìn hắn cái nào, tự mình lấy ra một quyển trục tàn ra kim quang, kéo dài âm điệu, chậm gì gì đọc: "Thiên Nguyên Phương Hành vốn là phản bội nhân tộc, chống lại đại quân thần tộc, tội đáng chết vạn lần. Nhưng niệm tình ngươi lạc đường, biết quay đầu bỏ gian tà theo chính nghĩa, lại muốn dâng lên pháp môn cổ thánh để lập công chuộc tội. Thần chủ khai ân, tha cho ngươi một mạng, ban cho chức từ kim thông thiên thần tướng dưới trướng thần chủ. Ngươi phải ghi nhớ thần ân không chối từ hiểm nguy, làm việc vì đại nghiệp của thần tộc, kiến công cho cửu thiên thần chủ, khâm thử." Nghe xong ý chỉ của thần sử này, sắc mặt của Phương Hành lại trở nên muôn màu muôn vẻ, cuối cùng cũng hiểu rốt cục có chuyện gì. Xem ra thần chủ vẫn đồng ý với điều kiện của mình, chỉ có điều thần sử này mặt mũi lớn khuyết điểm nhiều, trước khi tuyên chỉ còn mắng mình hai câu, làm mình còn tưởng rằng mình vừa rồi đã tính sai nữa. Mà đám thiên kiêu thần tộc đang có mặt xung quanh thì sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Từ trong thần chỉ đơn giản này, tin tức tiết lộ ra bên ngoài cũng không ít. Thần chủ lại đã thực sự đồng ý với điều kiện của tiểu ma đầu đưa ra, tha cho hắn một cái mạng không nói, còn phong hắn làm từ kim thần tướng, hơn nữa trên danh nghĩa ở dưới trướng của thần chủ. Điều này cũng nói rõ Phương Hành tuy sẵn sàng góp sức cho thần tộc, nhưng lại chỉ do thần chủ điều khiển được, trừ vị thần vương tại vị khác tuy là vị trí cao hơn hắn, nhưng không thể sai khiến được hắn. Thần sử mặt không thay đổi, nói mấy câu xong liền đưa tay dâng pháp môn lên đi. Ván đã đóng thuyền, sắc mặt của chư thiên kiêu thần tộc đã trở nên rất khó coi, nhưng mà Phương Hành ngồi trong khô lâu lại bất động, lắc trái lắc phải một cái nói: "Ta còn có một điều kiện nữa mà." "Sao?" Về nghe lời này của hắn, sắc mặt của sứ giả thần tộc liền trầm xuống, ánh mắt bất thiện, hoàn toàn u lãnh. Áo cổ tiểu thần vương lại hận không thể đi tới đá cho Phương Hành một cước. Thật ngu xuẩn, thần chủ đã đều đồng ý với hai điều kiện của Phương Hành rồi, khá nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Chẳng những nhận được chính miệng thần chủ hứa hẹn xá mệnh, thậm chí còn được phong làm từ kim thần tướng dưới trướng thần chủ. Điều này cũng đại biểu cho việc Phương Hành có thể không bị chư thần vương tiết chế. Kết quả tốt như vậy, nhưng trước đây lúc bọn họ quyết định kế hoạch này chưa từng nghĩ tới, ma đầu kia không nhanh chóng lên tạ ân, lại muốn ra một điều kiện nữa. Cũng không biết có phải bởi vì vừa rồi thần sử mang án hai câu hay không, nên hắn mới cố ý đối địch như vậy. "Nếu có điều kiện, người thử nói nghe thử xem." Sắc mặt thần sử không âm không dương, nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt như hình móc câu: "Điều kiện này cũng không khó, khô lâu này mấy ngày nay ta ở cũng rất quen, xin thần chủ khai ân thưởng cho ta." Phương Hành cười hì hì nói, lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Sắc mặt của thần sử dễ nhìn một chút, xì một tiếng cười nói: "Vật nhỏ này thực là khôn khéo, đây là muốn mượn uy nghi của thần chủ giúp ngươi muốn gì được nấy sao?" chuyện này ta lại không làm chủ cho ngươi được. Đó là bảo bối của Hồng Hoang Cốt Điện, ngươi hỏi áo cổ Tiểu Thần Vương mới được. Nói rồi lại đảo mắt trong cốt kính, nhìn về phía áo cổ Tiểu Thần Vương đang đứng bên trái điện. Dáng vẻ đó rõ ràng là ám chỉ áo cổ Tiểu Thần Vương đồng ý. Dù sao điều kiện thứ ba này của Phương Hành thực sự không lớn. Mẹ kiếp, tiểu ma đầu! Áo cổ Tiểu Thần Vương cũng hận tới nghiến rằng, còn tưởng Phương Hành muốn đưa ra điều kiện gì, không ngờ lại thỉnh cầu có được khô lâu này. Đây chính là một món dị bảo của Hồng Hoang Cốt Điện. Sau khi áp dụng kế hoạch này, sợ Phương Hành khi đang bị nhốt sẽ bị người khác ám sát, nên mới đặc biệt lấy ra giam giữ hắn. Nhìn như lồng, nhưng đều có các loại bí ẩn khác. Vốn giống muốn sau khi thực hiện kế hoạch, ma đầu kia sẽ không tùy tiện thỉnh cầu Hồng Hoang Cốt Điện cái gì, lại không ngờ rằng hắn lại lớn mật nói ra như thế. Cố tình thần sử lại đại biểu cho thần chủ, gã cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái nói: từ hôm nay trở đi, mọi người đều đồng liêu làm việc cho thần chủ. Nếu Phương thần tướng coi trọng bảo vật này, vậy thì liền tặng cho tướng quân làm hạ lễ. Được. Phương Hành cười dài một tiếng đồng ý. Sau đó vận chuyển tâm pháp, một luồng thần niệm biến ảo từ trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng lượn lờ bay vào trong cốt kính, xông thẳng vào phía trong mặt kính, xuyên qua nghìn vạn dặm, cuối cùng xoay tròn ở trong lòng bàn tay của thần sử. Đang có một đầu khác của cốt kính hóa thành một viên châu lóe trắng sáng, được thần sử nhẹ nhàng cầm lấy dò xét một cái, sắc mặt vui mừng, vất ống tay áo một cái, phân phó: Thông Thiên thần tướng Phương Hành có công hiến vật quý, đặc biệt lấy 10 ngày sau đi tới Thần Tiêu Cung của Thiên Nguyên yết kiến. Mắt kính lóe lên một trận, cái bóng của thần sử đã biến mất. Chư tử ở trong phòng cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng Phương đạo hữu, từ nay mọi người đều là người của Thần Đình rồi. Áo cổ Tiểu Thần Vương là người đầu tiên mở miệng, vẻ mặt không âm không dương mỉm cười nói: Khách khí rồi, sau đừng có quên truyền pháp quyết điều khiển khô lâu này cho ta. Phương Hành cười to một tiếng, ở trong khô lâu ôm quyền ập lễ. Dã tu của nhân tộc, xứng là người của Thần Đình sao? Thần tử phá phong của cốt tộc ánh mắt u lãnh trầm thấp nói: Hy vọng người có thể sống khỏe mạnh, hưởng vinh hoa phú quý này. Nói rồi trực tiếp phi ra ngoài Hồng Hoang Cốt Điện, trực tiếp rời đi. Phương đạo hữu được thần chủ hạ chỉ phong làm thần tướng, chính là việc đại hỷ. Ta sẽ thiết yến đại khách, chư vị cùng dự, thế nào? Áo cổ Tiểu Thần Vương cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua người xung quanh. Ngoại trừ thần tử phá phong của cốt tộc là đại thù không chết không thôi, nên trực tiếp rời đi, trừ thiên kiêu thần tộc khác đều ở lại. Ngay cả truyền nhân hung đạo của Tiểu Tiên Giới, đại biểu cho Vô Gian Thần Vương tới Hồng Hoang Cốt Điện, cũng đều ở lại, dường như là muốn tìm chút cơ hội nói chuyện với Phương Hành. Còn áo cổ Tiểu Thần Vương thì cũng y lời bày tiệc rượu mời mọi người dự tiệc. Trong mắt của mọi người, đây là Hồng Hoang Cốt Điện làm vì Phương Hành nhận được thiên ân, cố gắng hóa giải mâu thuẫn với hắn. Phương Hành lại biết hắn là đang ăn mừng bước đầu tiên thuận lợi. Trên tiệc rượu, mỗi người đều có tâm tư khác nhau, nhưng bầu không khí lại vô cùng náo nhiệt. Người đến người đi nhiệt tình cười nói: Thông Thiên tướng quân, ngươi nhận được thần chủ ưu ái thực sự là đáng mừng. Chỉ có điều sống trên thế gian này lẻ loi một mình sẽ không thành đại sự được. Bất Hủ Thần Vương tính tình nổi danh dữ dằn, Vô Gian Thần Vương cũng nổi danh là người mang thù. Bây giờ thần chủ hạ chỉ xá tội cho ngươi, bề ngoài hai vị kia đương nhiên không dám làm gì ngươi, nhưng mà nói ra lý, cảm thấy ngươi vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Trong tiệc rượu, truyền nhân Thái Uyên của Minh tộc nhàn nhạt nói, như đang nhắc nhở hoặc như đang uy hiếp. Đến lúc này những người đó còn chưa quên mượn hơi Phương Hành. Đầu cũng chỉ là một cái này, ai có bản lĩnh cứ tới lấy là được. Phương Hành lại không thèm để ý, quyết định chú ý không đứng về phe nào hết, vô sầu vô lo nâng chén mời rượu. Trừ thiên kiêu thần tộc còn lại chỉ cười cười không nói gì nhiều. Nhưng cũng vào lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn: Được, cái đầu này ta tới lấy. Giọng nói kia vang lên cực kỳ đột ngột, nhưng lại như sấm làm chấn động không trung. Ở trong nháy mắt cuồn cuộn mà tới, tràn ngập mỗi ngóc ngách ở trong thiên địa. Trong một hơi thở, góc đông bắc của Hồng Hoang Cốt Điện đột nhiên dâng lên một luồng âm khí đáng sợ ngập trời. Ngay cả mây trôi ở hướng đó cũng sinh ra cảm ứng, bỗng nhiên tạo thành dáng vẻ một cái đầu lớn đang há mồm hét dài, đầy mặt là sự phẫn nộ. Tiếp đó ảo ảnh kia mở cái miệng rộng, một tia bạch quang ở trong nháy mắt bay ra từ trong mây, lập tức di chuyển vạn dặm, đâm thẳng tới trước người Phương Hành. rõ ràng là một thanh bạch cốt màu. Trong tiệc rượu của Hồng Hoang Cốt Điện, trong Ma Uyên lại có một vị cao thủ chặt xuất thủ chém ra cốt màu. Cao thủ này thực sự đáng sợ. Sau một tiếng bạo hống đâm mâu ra, sát khí đáng sợ khó có thể hình dung được. Bên ngoài nghìn vạn dặm tập trung vào khí cơ của một người, sau đó dứt khoát đâm mâu tới. Đây sợ rằng là thần thông của cảnh giới thánh nhân rồi. Đối mặt với một mâu này, ngay cả Phương Hành trong một chốc cũng nổi hết da gà, hai mắt bạo phát hung quang gắt gao nhìn chòng chọc. Âm một tiếng, một mâu thẳng tới, giống như là thiểm điện, ở trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng cổ bích cùng với ảnh hành lang của Hồng Hoang Cốt Điện, chĩa thẳng vào Phương Hành lúc này còn đang bưng ly rượu. Đợi một lúc mọi người tỉnh lại từ trong sự kinh hãi, cốt mâu đã cách Phương Hành chỉ chưa tới 100 trượng. So với tốc độ của cốt mâu này, khoảng cách 100 trượng, ngay cả thời gian một hơi thở cũng chưa tới, đã có thể trực tiếp xuyên thủng Phương Hành. Lớn mật! Cũng vào lúc này, một tiếng quát to vang lên. Một cái móng to óng ánh từ giữa không trung thò xuống, càn quét một vòng cung điện, ung ung đè xuống, túm được thanh cốt mâu suýt nữa xuyên thủng Phương Hành vào tay. Sau đó Hồng Hoang Lão Long Vương phi thần tới, cánh lớn đánh ra, di chuyển ở trong không trung, lên tiếng quát lạnh. Bạch Cốt Thánh Quân, ngươi làm cái gì? Hồng Hoang Cốt Điện ta ngàn vạn năm nay vẫn nước sông không phạm nước giếng, hôm nay vì sao ngươi lại xuất thủ muốn giết khách nhân của Hồng Hoang Cốt Điện ta? Lão Phu chỉ là không quen nhìn bọn tiểu bối vô liêm sỉ bây giờ mà thôi. Ở góc đông bắc Ma Uyên, một giọng cười khà khà. Tỉnh dậy đã vạn năm rồi, lại không ngờ tới bọn tiểu bối hiện nay lại không cốt khí như vậy. Vì cầu mệnh mà không tiếc tất cả, còn có mặt mũi khoe khoang cái đầu. Vậy bản Thánh Quân liền lấy đầu đó thì thế nào? Hôm nay người trốn được một kiếp, ngày sau tốt nhất nên cầu khẩn đừng rơi vào tay của bản Thánh Quân nữa. Giọng cười kia dần dần trời quang mây tạnh, bình tĩnh lại. Mọi người có mặt cũng nhẹ nhàng thở phào. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía vị chủ khách Phương Hành, vẫn đang ngồi ngay ngắn ở trên yến hội, trong tay cầm một ly rượu. Vừa rồi một màn kia thực sự là hung hiểm. Nếu như Hồng Hoang Lão Long Vương xuất hiện chậm một tí thì sợ Phương Hành ngay cả cặn bã cũng không còn. Nhưng trên mặt quán lại tựa như là không có chút hoảng sợ nào, mà vô cùng âm trầm. Trầm mặc không biết bao lâu, hắn đột nhiên nâng chén rượu, một ngụm rót vào trong miệng, sau đó chậm rãi thở một hơi. Cái quái gì vậy? Hắn chỉ mắng một câu như vậy. Tập này nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.